Đây là trận đấu giữa đội chủ nhà Bắc Ninh và các cầu thủ Philippines của Hùng. Bên phía các cầu thủ của Bắc Ninh, họ sẽ thi đấu với trang phục áo xanh, quần xanh và tất trắng. Bên phía cầu thủ của Ngọc Hùng, họ sẽ thi đấu với trang phục áo đỏ, quần đỏ và tất đỏ. Như vậy thì hiệp 1 của trận đấu đã được bắt đầu. Ở trong trận đấu ra quân thì họ đã để thua Sô Lam Nghệ An với tỷ số là 3-2. Khá nguy hiểm, dứt điểm ngay, không chiến thắng được thủ thành Duy Tịnh. Và ra trận cực kỳ khó chịu. Nguy hiểm, điều chuyển An Bảo, vẫn là An Bảo. Đã có cú dứt điểm được tung ra, qua người không thành công. Tranh chấp là rất quyết liệt, An Bảo. Và ra chân, và vẫn là tài năng của thủ thành Bùi Duy Thịnh. Một lần nữa chúng ta sẽ cùng xem lại pha bóng này. Và cắt bóng của An Bảo, sau đó cú dứt điểm. Những đầu ngón tay của Duy Thịnh đã cứu cho các cầu thủ PAP Ngọc Hùng bàn thua rõ ràng ở pha bóng vừa rồi. Chuyền bóng lên tới từ đội trưởng Minh Khang. Chân trái dứt điểm ngay. Phá ra chân là rất căng tới từ vị trí của Tuấn Khôi. Nhấp nhả rất khó chịu. Rất khéo được chuyền về. Chân trái rất nguy hiểm. Phá ra chân có. Sẽ là một trận đấu công hiến. An Bảo cơ hội. Ngoặt bóng. Dứt điểm. Bóng vẫn còn. Rất nguy hiểm. Cơ hội. Không vào. Hai pha dứt điểm liên tiếp, hai pha dứt điểm liên tiếp tới từ phía cầu thủ Bắc Ninh. Một lần nữa ta sẽ cùng xem lại pha bóng này. An Bảo có tình huống ngoặt bóng, sau đó sửa bóng kỹ thuật về góc xa rất hay. Người đang đứng trước bóng đó là vị trí của Trọng Vũ. Đá ngay tới từ An Bảo, bóng một lần nữa đập vào cột dọc và vẫn vị trí đó. Phản công dành cho PAP Ngọc Hùng, qua người. Tình huống ngoặt bóng qua người không thành công tới từ Gia Hưng. Một lần nữa ta sẽ cùng xem lại tình huống miết lòng tới từ An Bảo. Bóng đi cong cuộn và đập trúng cột dọc. Vẫn chưa có bàn thắng dành cho Bắc Ninh. Dứt điểm rất nhiều, đây là trọng yếu. Lần này thì đến lượt thủ thành Duy Thịnh trổ tài. Không ít lần trong hiệp 1 của trận đấu này thì Duy Thịnh đã cứu thua. Vừa rồi thì Minh Hiếu có một cú tách biệt hai bàn. Cơ hội. Dứt điểm ngay, không được. Vẫn là ra chân tới từ Minh Khang. Hoặc một chiến thắng sát nút với tỷ số cao. Trong ngày thi đấu hôm nay thì cao thủ Bắc Ninh vẫn đang thi đấu rất nhiệt tình. Rất nguy hiểm. Dứt điểm liên tục tới từ phía cầu thủ áo xanh, tuy nhiên thì chưa có bàn thắng. Mọi thứ vẫn còn đang ở phía trước. Được chuyền An Bảo, dứt điểm ngay. Cơ hội. Bóng đã đi vào lưới và đó là bàn thắng dành cho cầu thủ Bắc Ninh. Người ghi bàn vừa rồi đó là vị trí của đội trưởng Duy Anh. 1-0 dành cho các cầu thủ của đội chủ nhà. Và dứt điểm của An Bảo, bóng đã trúng người Duy Thịnh và nảy ra tình huống đá bồi. Sau đó Duy Thịnh đã có một tình huống bắt bóng không dính, bóng đi vào lưới. Điều chuyển cơ hội, An Bảo dứt điểm. Đó là bàn thắng dành cho các cầu thủ Bắc Ninh và đó là An Bảo. Cầu trường của nhà thi đấu Bắc Ninh nổ tung sau tình huống dứt điểm vừa rồi. Những gì mà các cầu thủ Bắc Ninh cần họ đã làm được. Khoảng cách hai bàn là đủ để cho các thủ Bắc Ninh có thể đi chơi ở vòng tứ kết của mùa giải năm nay. Trong những phút thi đấu vừa qua thì sụp đổ rất nhanh tới từ hàng phòng ngự của các thủ PAP Ngọc Hùng. Quả người thành công, quả trống. Cơ hội, ngoặt bóng, dứt điểm. Rất khó chịu vừa rồi tới từ cầu thủ vừa vào sân thay người đó là Minh Trí. Một loạt những tình huống xử lý kỹ thuật ở trước vòng cấm của các cầu thủ Bắc Ninh. Cú dứt điểm cuối cùng được đưa ra và vừa rồi thì những đầu ngón tay đã cứu cho Minh Hiếu. Qua người tới từ Minh Hiếu, dứt điểm. Và qua người là rất gọn ghẽ rồi, tuy nhiên thì cú dứt điểm bóng lại đi không chính xác, khá đáng tiếc. Tình huống ngoặt bóng rất hay, khoảng trống đã mở ra, tuy nhiên thì cú sửa lòng bóng lại. Và chuyền bóng cơ hội, không vào. Quá đáng tiếc dành cho PAP Ngô Hùng. Tình huống xử lý hay tới từ vị trí của Tuấn Khôi, cài đè tốt và sau đó tung ra cú dứt điểm. Tuy nhiên thì thủ thành bên phía cầu thủ ở Bắc Ninh nói không. Một tình huống ra vào rất hay tới từ vị trí của Trọng Đạt. Đưa bóng vào trong, nguy hiểm, đất lòng, không vào. Ôi, Trọng Đạt đã phóng vừa rồi.
Trọng Đạt có hai tình huống cứu thua 10-10 dành cho cao thủ Bắc Ninh ở những phút thi đấu cuối này. Và đặt lòng rất gọn tới từ vị trí của Gia Hưng. 6 giây, 5 giây, 4 giây, 3 giây, 2 giây, 1 giây. Bóng vẫn còn. Vâng, và như vậy thì hết giờ dành cho trận đấu này. Các cầu thủ Bắc Ninh ghi tên mình vào cho vòng tứ kết của mùa giải năm nay với hai bàn thắng cách biệt trước các cầu thủ PAP Ngọc Hồng. Xin chúc mừng khán giả, xin chúc mừng các cầu thủ của đội chủ nhà. Tỷ số vừa đủ để cho các cầu thủ Bắc Ninh có thể đi tiếp vào vòng trong.